bạn, hôm nay mình làm video này để hướng dẫn các bạn cách khai thác phần vocabulary của mỗi một bài học. Và khi mà chúng ta mở phần vocabulary thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình dạng của sách như này, và mỗi một cuốn sách thì sẽ có từng trang, mỗi một trang sẽ có từ vựng kèm theo hình ảnh, phiên âm quốc tế và ví dụ minh họa. Ví dụ chúng ta có thể nghe nào. Windy. Windy. Và đối với file âm thanh này rất là hữu ích cho các thầy cô. Chúng ta có thể download âm thanh về mà chúng ta không cần phải cắt, không cần phải sử dụng qua một phần mềm nào cắt cả. Và chúng ta cũng có thể lưu hình ảnh lại. Đây ạ. Hoàn toàn chúng ta có thể lưu hình ảnh vào. Đó. Rất nhanh, rất là tiện lợi. Khi chúng ta lưu hình ảnh thì cái hình ảnh đó đã có sẵn luôn cái từ vựng. Chúng ta không phải mất công, mất thời gian để chúng ta viết lại nữa. Và như thế cứ vậy chúng ta học cho đến khi hết các từ. Và sau khi học xong thì chúng ta kéo xuống phía dưới. Chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều dạng bài tập được thiết kế để người học có thể nhớ được các từ vựng này. Ví dụ dạng bài tập thứ nhất. Nhiều bạn sẽ thắc mắc, ồ tại sao các bức tranh lại giống nhau như thế này? Và chúng ta cần phải làm như thế nào? Các bạn đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần để ý một cái mũi tên ở đây. Đúng không? Mỗi một bức tranh chúng ta sẽ thấy có hai mũi tên di chuyển. Thì chúng ta chỉ việc bấm vào đây và chúng ta chọn bức tranh tương ứng với các từ ở phía trên. Ví dụ ở trên là có từ cloudy. Thì chúng ta nghĩ ngay đến cái việc là có nhiều đám mây. Thì chúng ta sẽ tìm các bức tranh có đám mây và chúng ta sẽ chọn đây ạ, vào cái ô vuông như này. Như vậy là chúng ta đã làm xong. Tương tự cold, chúng ta có thể sử dụng mũi tên phía bên phải hoặc bên trái đều được. Đó. Cold. À, chúng ta vừa nhìn thấy có một cô gái đây rồi. Đó. Chúng ta có lỡ tay bấm một cái thì chúng ta có thể quay lại về rất là nhanh. Foggy. À, nhiều sương mù đấy ạ. Có sương mù. Rồi chúng ta lại nhìn tiếp từ hot. Yes. Wow, rainy. Rainy. I love rain. Rainy. Yes. Và từ windy là từ cuối cùng ạ. Chúng ta sẽ tìm bức tranh cuối cùng liên quan đến windy là có nhiều gió. Và chúng ta có thể sử dụng submit để xem điểm. À, như vậy là mình đã làm đúng hết 6 câu rồi. Sau khi làm bài 1 xong thì chúng ta có thể kéo xuống và chọn tiếp bài số 2. Đối với dạng bài số 2 như này, wow, nó giống như một tổ ong ạ. Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ quan sát tranh. Và chúng ta nghĩ ngay đến một từ tiếng Anh mà chúng ta vừa học qua phần vocabulary. Và chúng ta nghĩ ngay đến từ cloudy. Vậy thì để làm bài này khỏi nhầm chán thì các thầy cô có thể gọi từng học sinh một đánh vần các chữ cái. Hoặc đối với các em học sinh thì chúng ta vừa làm chúng ta vừa đánh vần. Ví dụ nhé. C cloudy. C cloudy. L. O. U. D. Y. Cloudy. Cloudy. Đó, làm rất đơn giản đúng không nào? Và chúng ta có thể làm tương tự với các từ ở phía dưới. Sau khi làm xong, các bạn muốn tính điểm thì chúng ta vẫn có thể submit hoặc là chúng ta chuyển tiếp sang bài số 3. Đối với dạng bài này thì chúng ta sẽ làm như nào? Rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần điền một chữ cái còn thiếu vào. Ví dụ như từ cold, chúng ta thấy còn thiếu chữ L. L, đúng không ạ? Foggy. G, hot, T, rainy, N. Chúng ta có thể submit. Đó, mình đã có 4 câu và chúng ta làm đúng hết rồi. Chúc các em chúc các em hoàn toàn tự tin với dạng bài tập này nhé. Xin chào tất cả các em.